Cho dù là tài cùng với làm Miền Vũ trận chiến kia là cạnh tranh xử lý khăng thất quái thời điểm cũng không có điểm thử đi đột phá, chính là vì tương lai tốt hơn tăng lên. Điểm này tại Thiên Long Tinh thông qua cùng với mặt khủng long kỵ sĩ La Lan trao đổi, là Miền Vũ liền càng tiến một bước xác nhận. Vậy cho nên nghĩ muốn trở thành thêm càng thêm cường đại, liền cần càng nhiều tích lũy cũng phải áp chế mới được. Đi tới Thiên Mã Tinh trao đổi, chỉ sợ không thể nào thiếu phải có sống luận bàn loại hình sự tinh. Hắn muốn trương thích ứng ra một chút hiện tại trạng thái của mình, cũng đừng một cái không tốt, tại Thiên Mã Tinh bên kia liền cường ép đột phá. Nếu như không phải tại Thăng Long Đài bên trên đột phá, vạn vừa đột phá hồn hoán nhưng bởi vì năng lực không đủ không thể thành thần, hoặc là thành thần cũng không có đi đến chính mình trong sự đoán kết quả, cái kia thật sự là liền muốn khóc lên. Luyện thần tràng đúng là khoảng cách làm Miền Vũ long lực sảnh xa xôi, bởi vì nó tại trong phòng long thành một hướng khác. Nơi này là Miền Vũ đã tới qua mấy lần, đều đã là nếm thử tiến hành tu luyện, hôm nay hắn cũng đã nhường về Hoàng Nguyên Lãng sớm an bài tốt. Luyện thần tràng phi thường lớn, chiếm diện tích có tới 300 mét vuông, ước chừng là 3 cây số vuông đất đai. Đây là một khoảng cách kiến trúc, chủ yếu chia làm 10 cái lớn luyện thần tràng. Mỗi một cái luyện thần tràng đồng thời chỉ có thể cung cấp ra cho một vị thần cấp cường giả tiến hành tu luyện. Cũng chỉ có thần cấp cường giả mới có tư cách xin luyện thần tràng. Dĩ nhiên đây là tại sửa tình huống bình thường, là Miền Vũ khẳng định là không nằm ở trong hàng ngũ này. Nhưng Hoàng Nguyên Lãng đã hẹn địa phương, khi ăn cùng Bạch Tú Tú đến thời điểm sớm đã có người tại đây bên trong chuẩn bị tiếp đãi. La Miền Vũ cùng Bạch Tố Tố bị nhân viên công tác đưa đến số 3 luyện thần tràng bên trong, tại La Miền Vũ yêu cầu phía dưới đóng lại tất cả giám sát công trình. Mỗi một tòa luyện thần tràng đều là hình tròn, luyện thần tràng đường kính đi đến 500m, độ cao cũng đạt tới khoa trường 300m. Đây chính là một tòa kiến trúc, như thế quy mô rộng rãi to lớn kiến trúc tại trong toàn bộ đấu la liên bang bên trong cũng chỉ có Đỗ Chiến Hạm mới có. Đóng cửa luyện thần tràng, hết thảy hệ thống phòng ngự toàn bộ triển khai. Nơi này hệ thống phòng ngự vẫn là tương đối trước vào, áp dụng chính là nhiều loại năng lượng khoảng cách khoáng thành cung cấp năng lượng do pháp trận để hoàn thành phòng ngự hiệu quả. Sở dĩ chẳng qua là cung cấp cho thần cấp cường giả sử dụng, cũng là bởi vì cái này ở luyện thần tràng tốn năng lượng cực lớn, sử dụng một lần đều cần hao phí hàng loạt nguồn năng lượng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thân chính là thần cấp cường giả lực lượng phá hoại thật sự quá mạnh. Nếu như không phải tại nơi này, rất có thể sẽ sinh ra to lớn phá hư. Thế nào, muốn hay không thổi luyện đây, ta tăng lên có thể là rất lớn đó. Bạch Tú Tú lúc này cười híp mắt nhìn xem La Miền Vũ. La Miền Vũ nhìn nàng một cái rồi nói, vẫn là từ bỏ đi, ta sợ không cẩn thận làm bị thương người. Vậy cũng không nhất định, làm sao người biết ta liền đánh không lại người. Đừng quên năm đó người nhường trước so với ta kém xa, Bạch Tú Tú có chút không phục nói ra. La Miền Vũ cười hăng hắc rồi nói, cái kia còn muốn không dạng này, chúng ta có chút tặng thưởng, nhưng mà người nếu bị thua chúng ta liền. Nghĩ đừng có nghĩ đi, không đợi hắn nói tiếp, Bạch Tú Tú đã không chút sở dự cửu tuyệt, khuôn mặt ửng đỏ nói, ngươi đầy trong đầu tiên là sự tình bẩn thỉu đó. Ngươi nhìn ngươi, nghĩ đi nơi nào vậy, ý tứ của ta là nếu như ngươi thua, liền bồi ta ra ngoài một chỗ tìm đồ ăn ngon, tư tưởng của ngươi làm sao phức tạp như vậy, là Miền Vũ nghĩ chính ngôn từ nói ra. Bạch Tú Tú khịt khịt mũi coi thường mà nói, ít dùng bài này đi, ta còn không biết người. Nói đến đây, nàng nhìn La Miền Vũ ánh mắt dù xa cũng hơi u oán, ngoài miệng mặc dù nói như vậy đấy. Trên thực tế, mấy tháng này đến nay tất cả mọi người tại mất ăn mất ngủ tu luyện, bọn hắn đừng nói là thân mật, liền ăn cờ một trùng số lần đều ít đến thương cảm. Đến bọn hắn tu vi hiện tại, hấp thu long lực sảnh số lượng lúc này để bổ sung thân thể của mình cần thiết, có ăn hay không ăn cơm căn bản không trọng yếu. La Miền Vũ xả nhất một lần, liên tục tu luyện dòng xã 11 ngày, chiều sâu minh tưởng quá trình bên trong ngay cả lời đều không nói. Vì lo lắng quấy xế hắn, Bạch Tú Tú cũng bồi hắn 11 ngày, đều không dám tùy tiện rời đi. Trong lúc đó, đồng bạn bên kia long lực cung ứng đều không để ý tới. Có điều chính như Bạch Tú Tú nói như vậy, mấy tháng này đến nay tu vi của nàng tăng lên cũng cực kỳ nhanh. Một chút đối với làm Hiền Vũ tác dụng không lớn đồ vật, ở trên người của nàng tác dụng lại là to lớn. Long tỷ toàn thể số lượng quá ít, cũng không cho người khác sử dụng, cơ hồ được có Bạch Tú Tú dùng. Nàng đã hoàn thành 7 lần long lực tối thể, không xa liền là 7 lần, mỗi một lần đều là dùng mạnh hơn long lực thôi thể tôi luyện thân thể. Nếu như đơn thần tu vi, nàng đúng là không kém làm Hiền Vũ, đã có cực hạn đủ lại trình độ. Có điều tại làm Miền Vũ yêu cầu phía dưới, nàng cũng một mực áp chế tài chính mình tu vi.
Dựa theo Lam Hiền Vũ tính ra, cho đến nàng long lực tối thể 9 lần, đi đến không cách nào khống chế đỉnh phong lúc đó lại tiến hành đột phá, hiệu quả hẳn là tốt nhất. Mỗi ngày cùng với Lam Hiền Vũ, Bạch Tú Tú thứ trên người hắn lấy đường số tốt tự nhiên cũng lớn nhất. Mỗi ngày đều cảm thụ được long thần khí tức kích thích, tiềm năng của nàng bị không ngừng kích phát ra tới. Hiện tại đã triệt để thoát ly ra lúc trước dung hợp thẩm uyên ma long, ma hậu thời điểm thuộc tính tiến hóa trúc chắc, đã triệt để đem huyết mạch trường khống, đồng thời hoàn thành thuế biến. Hiện tại thì nàng thâm nguyên bằng ma lòng võ hồn cùng với huyết mạch đã là triệt để thuộc lệ về tự thân. Đối với tự thân, các loại năng lực trưởng khống cũng đã đạt đến cực cao trình độ. Ta đây không đánh với ngươi, ta liền chính mình tồi luyện ra một thoáng kỹ năng. Lam Hiền Vũ cười híp mắt nói ra, sau đó liền chính mình hướng về giữa sân đi tới. Ngươi làm sao như vậy rồi, vô lại. Bạch Tú Tú tức giận. Lam Hiền Vũ cười hăng hắc nói, ta chỗ nào lại là vô lại rồi, ta cảm thấy ngươi đánh không lại ta, không muốn thương tổn đến ngươi này còn không được sao? Vậy ngươi muốn cái gì mà tặng thưởng? Bạch Tú Tú hừ một tiếng nói ra, như vậy đi, chúng ta dùng 5 phút đồng hồ làm hạn định. Nếu như ngươi tại công kích của ta hạ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, mỗi nhiều một giây ta liền để cho ngươi hôn một cái. Nếu như không ít một giây, ngươi liền để ta hôn một cái, thế nào? 5 phút đồng hồ, ngươi cũng quá coi thường người rồi đó. Bạch Tú Tú cả giận nói. Lam Hiền Vũ cười hăng hắc, vậy ngươi đánh cược hay không? Bạch Tú Tú nói, không cá cược không công bằng, đây là ngươi chiếm thiện nghi, như vậy đi, nếu ta không đến 5 phút đồng hồ liền theo lời của ngươi nói, nếu là đến 5 phút đồng hồ, mỗi nhiều sau một giấy liền để cho ta đá ngươi cái mông một cước đá nghiền. Lam Hiền Vũ cười ha ha một tiếng, thành giao. Bạch Tú Tú hung tợn nói, ngươi chờ bị ta đá cái mông đi. Lam Hiền Vũ cười nói, bị lão bà của mình đá hài cước sợ cái gì? Ngươi chưa nghe nói qua sao, đánh là thần mắng là yêu, gấp ra một cước đá vậy thì ngươi không phải là yêu ta sao? Tớ đi tớ đi. Bạch Tú Tú hừ một tiếng không lên tiếng nữa, nàng biết chính mình là thế nào cũng không thể nào nói nổi ra hỏa này. Nói một chút quỷ tắc đi, muốn hay không xuyên phòng ngữ? Bạch Tú Tú hỏi. Lam Hiền Vũ lắc đầu nói, không cần đi, chúng ta đều dùng năng lượng của mình chiến đấu, vũ khí có thể dùng, thần long giam cũng không cần phải như vậy. Được, Bạch Tú Tú đáp ứng một tiếng, hai người tách ra, chia xa làm luyện thần tràng hai bên. Bạch Tú Tú ánh mắt bên trong lúc này trong bất chỉ bất giác đã nhiều ra một vẻ quật cường. Nàng mặc dù biết mình bây giờ đoán chừng không phải là đối thủ của Lam Hiền Vũ, nhưng muốn nói liền Lam Hiền Vũ trên tay 5 phút đồng hồ đã không kiên trì nổi. Đây là nàng dù như thế nào cũng không nguyện ý thừa nhận. Nàng có thể hết sức khẳng định chính mình trong khoảng thời gian này tiến bộ to lớn, có thể nói là từ lúc chào đời tới nay nhanh nhất một cái giai đoạn, nhất là các phương diện dung hợp, để cho nàng đã tìm được thuộc về chính mình con đường. Lam Hiền Vũ cũng quá tự đại, liền 5 phút đồng hồ ta đều không được sao, cái này khiến cho nàng quả thực là trong lòng nhẫn nhịn khẩu khí. Lam Hiền Vũ trên mặt mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa đứng ở nơi đó giống như cái không có chuyện người giống nhau, phảng phất chính như hắn nói như vậy, bị người yêu đá mấy cương tính là gì. Chuẩn bị, Lam Hiền Vũ hướng về Bạch Tú Tú cười cười, ừ. Bắt đầu, nương tự theo lấy một tiếng bắt đầu, Lam Hiền Vũ hai con người bỗng nhiên phát sáng lên, nhu hòa bảy màu vàng sáng tại đáy mắt lưu chuyển. Ông ánh sáng long lanh thất thải lên phiến trong nháy mắt đó bao trùm toàn thân, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm ra một cái, hắn liền đã bay nhảy ra, hoàng kim long thương tùy theo đó xuất hiện tại trên bàn tay. Bạch Tú Tú cũng đồng dạng là long thần phụ thể, cũng đồng dạng là đối diện phóng tới Lam Hiền Vũ, có thể ngay tại nàng dẫn động chính mình bằng chiều chuẩn bị cho mình ra tốc thời điểm, biến hóa ra hiệu, một cô khó mà hình dung to lớn uy áp bỗng nhiên tại nàng ở sâu trong nội tâm xuất hiện, đó là một loại phản phất từ trên trời giáng xuống to lớn lực lượng áp bách. Làm cô áp bức này lực lượng xuất hiện thời điểm, liền hô hấp của nàng tiết tấu đều làm loạn rối, thân thể hơi ngừng lại, băng chiều vậy mà không thể nào ngay đầu tiên phóng xuất ra. Lam Hiền Vũ tốc độ nhanh bực nào, không quan trọng 500m, liền là Bạch Tú Tú dừng lại cái này một cái chớp mắt, hắn liền đã xuyên qua một nửa khoảng cách, trong tay hoàng kim long thường trước chỉ, tiếp theo một cái chớp mắt, hoàng kim long thường đã kinh biến đến mức sáng lên, đầu mũi thương hào quang lấp lánh, muôn vàn mũi thường tiếp theo một cái chớp mắt nở rộ. Ở trong nháy mắt này, Lam Hiền Vũ giống như đã biến mất, trên không dừng lại cũng chỉ có cái kia muôn phản đạo thương mang, nhân thương hợp nhất, Bạch Tú Tú băng chỉ bị đánh gãy, nàng như trước không có bối rối, ngược lại là không tiến lên nữa, trên thân đệ tứ hồn hoàn hào quang lấp lánh, một đôi to lớn sâu trong mắt màu lam xuất hiện ở sau lưng của nàng, đệ tứ hồn ký thâm lam ngừng thị được phát động, cùng với lúc đó, từng vòng, từng tia, từng sợi vầng sáng đã từ trên người của nàng phóng thích mà ra, gión mũi chân, uyển chuyển nhảy múa, thiên ma vũ thiên cơ cũng được phát động.
Đối mặt với Lam Hiền Vũ, nàng rõ ràng chính mình lớn nhất thế yếu như thật ra là huyết mạch bên trên muốn bị Lam Hiền Vũ áp chế, cho nên nàng không có nửa phần lưỡng lự liền đem chính mình am hiểu nhất mạnh đại hồn kỹ phóng thích ra ngoài. Ngay tại thâm lam ngừng thị xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Lam Hiền Vũ trên người thất thải lòng lân đột nhiên xuất hiện ra biến hóa, trong phút chốc toàn bộ biến thành màu băng lam. Sau đó hắn đúng là không có nửa phần dừng lại, Hoàng Kim Long Thường vẫn như cũ dùng thiên phù sở chỉ hướng về Bạch Tú Tú bao phủ tới.